công việc của ai? Đường sắt. Của đường sắt. Là về dân là cứ vẫn canh tác bình thường không? À, nó dân thì nó chiếm nó ở vẫn bình thường đấy. Khi nào quy hoạch là nó nói. À, khi nào quy hoạch thì tính sâu, không quy hoạch thì nó ở thôi. Cái đó là hồi xưa không chú? Chưa thời phép mà. Dạ. Thời năm 36 là đường sắt có, là năm 40, 42 gì là nó đã có đồ bô rồi mà. Dạ. Là cái chỗ đó là nơi đó cái tàu mà nó hư thì vô sửa. Ừ, tức là nó bảo trì á. Dạ. Nó bảo trì, ví dụ từ Nha Trang hay là nó chạy về tới đây. Dạ. Nó lấy nước. Nó lấy nước á. Dạ. Đầu máy hơi nước, thời gian chạy đầu máy hơi nước. Nó lấy xong xuôi rồi là bắt đầu nó lấy đầu máy hơi nước. Còn nó dê vô bắt đầu nó chiết ốc, nó trang bị, nó duy tu, nó sửa chữa. Dạ. À, nó bảo quản xong bắt đầu dê ra tiếp tục lấy nước đi. Dạ. Cái nhà thì hiện tại thì Kiệt đang đứng ngay chỗ thị xã Ninh Hòa. Trong này nó có một cái chỗ này là ông chú bảo là cái đờ bô xi lửa, là cái nơi đó chung, nơi đó sửa chữa bảo trì á. Dạ. Vô là chiếc ốc rồi để bảo trì xong chưa á, nó có đường chạy vô. Dạ. Sau thời gian là nó bỏ, sau thời gian chạy đầu máy đi gen dầu đi gen á. Dạ. Đầu nó bỏ đầu máy hơi nước. Dạ. Rồi lính rồi đóng trên đó đó. Dạ. Lính rồi đóng trên lỗ cốt đó. Cái trung đội là đóng trên đó. Dạ. Sau bắt đầu giải phóng về. Thì Tí Kiệt mới vừa nghe ông chú ở này ông bảo rồi, thì chắc là Tí Kiệt sẽ đi tìm cái đường đó vào. Vì chỗ này ông chú bảo là nó sâu lắm, đi không được. Nhưng phải đi thì phải lên tít cho trên này. Trên này nó có một cái lô cốt nữa này. Đây, trên này có lô cốt rồi. Đang tìm tới chỗ để quay cái chỗ này. Thì cái chỗ này ông chú bảo là cái thời của Pháp mà. Đấy, thử Pháp. Mà giờ đang tìm chỗ đó tới nha. Đây là cái chiến tích của thời Pháp đây. Hiện tại Tí Kiệt đi tìm đường tới chỗ đó. Tới chỗ cái ô này. Đây thì sau một hồi tìm được cái đường về đây. Này. Sau một hồi tìm được giờ đi về được cái bên cái chỗ này, thì mới nãy ông chú bảo là cái chỗ đã bảo trì cái đoàn tàu lửa, cái đoàn tàu ấy. Là cái này là của thời Pháp hay thời Mỹ gì đó lại đây. Khu chỗ này là đó khi mà tàu bị hư hỏng gì đó vào đây bảo trì. Đây thì lung đây thì người ta đang trồng cải rồi trồng gì đây, coi màu trên kia rất là cổ kính. Hiện tại bây giờ là nó đen một nét hết. Đây nữa thì kia đi vào bên trong. Nó quay cái này là cũng là một cái đường hầm hay sao nè. Đây là một cái đường ray nè. Đỡ mà khi đoàn tàu đi vào đây, nó có một cái đường thẳng nè. Vào đây là sửa chữa. Đây, người dân ở đây thì người ta trồng đồ rồi. Đây là nằm ở thuộc trung tâm thị xã Ninh Hòa, gần ghe xe lửa. Kìa, hiện tại bây giờ nó đang xuống cấp nên là một nét. Đây có một cái đường thẳng này. Chắc là lúc trước là đoàn tàu đứng trên này, chắc là người ta sửa, mình nghĩ là như vậy thôi chứ còn. Quay thời gian mỗi một hết, quay một nét hết, quên rồi, mỗi một.
giờ chỉ còn lại là di tích thôi. Đây, ở chỗ này là cái trọng đó. Nhìn nó kiên cố nha. Nó rất là kiên cố. Ở đây là cái hầm, chắc nghĩ là cái hầm nè. Người ta đứng ở dưới này là người ta sửa chữa. Thì nó là chỉ đi dưới đây thôi. Thì sau một hồi đi tìm được, đi qua đây thì quay lại. Chỗ này người ta cũng đang kinh doanh hoa màu. Nhìn nó to và kiên cố, nhưng mà thời gian lâu rồi nó bị mục nát. Dạ con thấy cái này hay quá, con quay á mà. Cái đây là gọi là gì chú? Đây là cái đờ bô. Đờ bô. Đờ bô của Pháp họ đã sửa cái đầu máy xe lửa bằng chạy bằng hơi nước. À, đây nó là gì? Nó xây dựng năm 1970. Dạ. Còn mấy năm nữa là đủ di tích là 100 năm á. À. Là chỗ kia thấy đời cái cấm phá không? À, khu quân sự cấm đập phá đó. Hậu kia cũng đây là chỗ công trình chiến đấu mà. À. Giữ lại rồi công trình đó. Máy bay trực thăng đậu trên nắp đó nè. Dạ. Trên nắp công trình giữ nó. Vì cái này nè cũng lâu rồi không chú? Thì còn 8 năm nữa là đúng 100 năm. À còn 8 năm nữa là đúng 100 năm. Này. À, năm 1930 đó. Dạ. Đây là ông chú này, ông ở đây rồi, mọi người. Được, hôm nay ông ngoại ông là hầu đó là ông ngoại là ông đạo bê ông đại quẻ ấy mấy thằng khác mà nó lấy tiền xu thớ của người dân mà gắn lên đây cứ một người quẩy một cái nên cái hầu đất đó tí thôi đá quẩy cái cánh đập này đổ lên đây nè cứ một người quẩy vậy là được một xu. Như cái chỗ đây là hồi xưa là họ đã sửa đầu máy không chú? Sửa đầu máy đây. Đây là đường ray đi vô nè, từ ở dưới này ghe chạy lên được hai đường ray nè. Yeah. Đây là hai cái. Đây con chú đây ông sẽ diễn giải cho mọi người đây biết được nè. Cái di tích. Đây là hai hầm, nó cắm đi xuống dưới đây nè. Rồi nó tháo rồi nước nó sẽ chạy xuống tầng bọt. Yeah. Nè cái bí bi này là nó sẽ nước đi á, sẽ có đầu máy nó sẽ thành cầu xong này cái bắt đầu nổ nát, nó đổ cỏ rồi đây lần lên, gần bình rồi đấy. Mà mình đổ là để mình trồng đồ hả? Đấy thì mình thấy gì đỡ mà chiều đổ vô rồi cá rau gì mình đó hạn chế cái nắng đó, thì mình trồng trong này. Yeah. Trong mấy học đây. Là cái mình... khu này là lúc trước là họ chỉ đỡ sửa tàu. Hai đường đây sau đó phá hết rồi đây. Nè cái nền nó bằng đây hả? Đó cái mức nền đó. Cái mức nền nó bằng rất là sạch sẽ hết. Nhưng sau này là địa phương đập phá. Yeah. Ở dưới đây nó lọc bộ cát sạch chứ. Yeah. Long nguyên si là cát. Cũng vậy đó. Đây kia lên, vô đây đường chạy ra thống qua cái nhà này kia là một cái cốc quy trở đầu đi lên. Lên trước đây một đường, rồi lên kia là đi xuống kia. Dạ. Trở đầu, đi đó, ở đằng đó vô, nó lấy nước. Ở ngoài kia là cái ô này đỡ lấy nước không chú? Cái giếng ở bên đó bơm không bao giờ cạn, cái mạch đúng như là mình ở dưới đó là cái ngòi của hồi xưa mà đỡ đem biển kia đó. Đó là cái ngòi đó, như cái giếng dưới đây từ đào có 6 đoạn thôi, xăm cái mé xuống ột một cái ột lên cô ly tú các cánh đồng hè này cũng mấy ngày mới lên cũng không kẹp. Yeah. Nó đông quá nhưng mà khi nó phun lên nó rẽ đây là cát một cái cũng. Yeah. Thành ra nhờ cái giếng đó, nếu mà không có nước là nhờ giếng đó mà mới tứ ở đây nó không. Yeah. Không bị ô nhiễm, không có phèn. Yeah. Nhưng người khác đều sát một bên cách đâu về khoảng một mét thôi lại là mặt phèn. Yeah. Không trúng cái mặt trồng như hay nhờ nó mới. Yeah. Bình tử rồi. Mấy ẩm biết làm sao, giờ phải mượn. Là anh đào xong xuống thôi.
lấy cái xẹp biển. Bên này anh thọt quê cho nó thông cái mạch của tôi quê đó, nó trông què rè rè, nó không là anh bị phiền, anh tướng là tay là chết. Như chú cái này ở Pháp là làm năm 1930, nhưng mà khi mà Pháp không sử dụng là năm nào là hết không sử dụng? Khi đời chiến thứ hai, năm 1945 sau đời chiến thứ hai, thì có khi ông ngoại ông cỡ là bom nó thẻ gãy cái góc này, gãy cái góc thôi, nhưng mà nó thiết cớ nó đúc lại nguyên thủy. À. Đúng một cái bom ra cái góc của này. À, là chú nói là cái nhưng mà sửa lại là nguyên thủy luôn. Nó làm lại y chang vốn thiệt. Yeah. À, sau rồi đến năm 54 thì Pháp rút lui là Mỹ nhảy vô. 54. À, là năm 30, 54 là 15 năm. Rồi xong rồi rút lui. Đâu? Tới 54 còn 30, 54 24 năm chứ. À 54. À là 24 năm. Thì năm 30, 1930 đến 54 thì rút lui thì Mỹ nhảy vào mình thì bắt đầu. Sau đó đến 60 là Mỹ mới thay thế cái đầu máy hơi nước bằng đầu máy chạy dầu. Là Mỹ, Mỹ thay thế. Mỹ bắt đầu là Mỹ có thừa. À, 60 máy là Mỹ có thừa rồi. Lúc đó Mỹ nhảy vô. Là từ 54. À. 54 là bỏ. Mỹ là bỏ. Pháp bỏ. Pháp bỏ những đầu máy hơi nước vẫn còn hoạt động bình thường. Nhưng mà khi Mỹ nhảy vô bắt đầu ảnh mới loại trừ cái đầu máy hơi nước lại bắt đầu bỏ. À, nhưng mà cũng vẫn sử dụng đầu máy hơi nước. Mỹ cũng vẫn sử dụng nhà máy hơi nước. Nhưng mà đến một thời gian là ảnh cải cách. Năm 60 là ảnh mới cải cách. À, giờ năm 60. Đó, nãy giờ đi ông chú. Cảm ơn chú. Dạ. Chú cũng nhờ ông chú đưa được cái thông tin là cái chỗ này còn 8 năm nữa là đúng chính xác là 100 năm. Đây, tao thấy kìa sẽ quay vậy. Sẽ quay vậy. Đây. Đấy. Thì luôn đây thì người dân thì giờ họ trồng đồ. Thì chắc là video của Tí Kiệt đến đây cũng kết thúc. Anh chị em nào có xem chia sẻ đồng trái nhiều người đó không? Cái đời chiến thứ hai năm 1945 thì là Pháp. Pháp còn đang cai quản thì Mỹ hả? Mỹ hả? À, Mỹ với Nhật rồi đó. Đã xuống góc luôn. Sót lại. Chú bảo là chỗ này là cái hầm đó, hai đầu tàu vào. Đây có một cái nữa nè. Thì giờ thì trong đây là họ trồng đồ, trồng màu. Đây chỉ còn sót lại phế tích ngày xưa. Đây, tí kia sẽ quay vô. Đi sơ lại, được ổn. Có căn cứ nữa. Nhìn nó rất là kiên cố. Thank you.
ghe xe lửa nên họ. Rồi video của Tiết Kiệp chắc là tạm dừng tại đây. Chỗ này thì họ không ghi cái bản gì hết, chắc là nghi là cũng có nhưng mà kiểu là mất hết rồi. Đây, nhìn lại cái chỗ mà tu sửa tàu hỏa, tàu lửa hồi xưa, tàu lửa bằng hơi nước đó nha. Này là cái đường đó chạy vào, xe tàu lửa chạy vào, bên kia cũng có một cái chạy vào. Bên trong thì một tí Tiết Kiệp sẽ vào cái chỗ mà kêu là đỡ bỏ nước quay. Đây, cái chỗ này là cái chỗ mà nãy ông chú kia ông bảo là nó xẻ nước vào cái đầu tàu đó. Đây, giờ họ đóng cửa rồi, không vào được. Kia kìa, đây cái hồ này là như là chứa nước rồi xẻ con tàu vào á. Đứng ở dưới này xong rồi xẻ nước vào. Hồi kia là tàu chạy bằng hơi nước á, nên là giờ còn lại Tiết Kiệp không vào được. Đây, không vào được do họ khóa cửa rồi. Vào được là siêu quay. Thì mình nãy ông chú ông cỡ là cái chỗ này là đỡ cái đầu tàu nó tới không còn xẻ nước vào. Dạ có. Dạ. Là cái chỗ này là lúc trước là cái đầu tàu nó vào đây không còn xẻ nước vào không chú? Dạ. Còn ở chỗ ngoài kia là cái chỗ đó sửa. Đây là cái còn sót lại đây. Để các cái đường chung cho đây nè. Cho đi vô quay được không? Để cái đường thì xoa bự nữa. Cái đi làm cá nó mở cửa ra vô quay. À, ông chú bảo là đi làm rồi, còn đi làm. Đây thì sau một hồi thì Tiết Kiệp cũng chui vào. Đây, cái chỗ này là chỗ đó đựng nước đây, tàu hỏa họ vào á. Đây chắc có. Còn sót lại đây.
trồng. Dày quá trời dày luôn. Thì cái chỗ này thì ông chú bảo thì cái tàu lửa nó vào chỗ này, nó vào chỗ này. Đây, cái này là cái hồ. Đây, cái này là cái hồ. Thì tàu lửa đứng ngay này thì sẽ nước vào. Còn cái chỗ mới nãy thì kìa quay đó là cái chỗ đó là để sửa chữa đó. Sửa chữa đầu tàu. Cái cổng đó đi vào đây. Bên trong này. Đây, bên trong này. Trong này cái ô thì rất là nhỏ, tầm chừng 4 mét. Đây là bên trong. Hơi keo hơn. Còn cái chỗ này là nó xây bằng hết. Chỗ này nó hơi keo. Không biết là chỗ này nó làm cái gì đây mà sao nó có một cái ô này. Một chiếc ô kia thì đó sẽ nước. Đây chắc nghi là cái đầu tàu này. Cái này chắc họ mới xây lại hay gì đây. Có dấu xây. Đây như thế nào đây. Cũng không rành. Chỉ còn lại là cái phế tích. Ây da, đây cái ô này thì người ta cũng dựng cái nhà lên trên đây xem nè, chứ bình thường nó không có đâu, nó chỉ có mấy cái chân này thôi. Còn cái này là chắc là người ta xây, ta chia ra ta ở. Còn trên đây là cái ô nước nè, xung quanh đây là người ta chia người ta ở nè. Đây nhìn vào nè. Đấy. Như đây xung quanh đây thì nó làm bằng, ở trên đây nó hơi keo tí. Thì không biết là nó xây kiểu gì. Hồ nước đây. Cái này là người ta mới cắt thêm vào. Bình thường thì không có đâu. Thì cái này như cái chỗ mà nãy Tiết Kiệt quay đó là chung luôn. Cái này chỗ này là chỗ nó xẻ nước vào cho tàu hỏa, còn chỗ kia là chỗ đó sửa chữa. Đó. Trước đây nó có cái cổng mà nãy Tiết Kiệt vào nè. Thì chắc là video của Tiết Kiệt tạm dừng tại đây. Anh chị em nào mà thấy hay thì like, subscribe, chia sẻ, sẽ đi khám phá những cái mới lạ cho anh em xem.